Xin chào mọi người đã quay trở lại với cả PC của Dragami. Theo cái tin mình mới mới nhận được ấy, thì hiện tại cái game Watch Dogs 1 đang được phát miễn phí trên cái hệ thống đó là Uplay của Ubisoft thì phải. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản Uplay và nhận cái game Watch Dogs 1 miễn phí này về nhá. Và các bạn nhớ một điều, đó là cái game này nó chỉ được phát miễn phí cho các bạn, phát vĩnh viễn luôn ạ. Nếu các bạn nhanh tay trong ngày từ ngày hôm nay là ngày 7 tháng 11 cho tới ngày 13 hay là ngày 12 gì đó, mình không nhớ lắm. Nói chung là các bạn có khoảng tầm 6-7 ngày gì đó để có thể nhận game. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 7 tháng 11. Nếu bạn nhận game trên Uplay, nhận tại thời điểm này thì bạn sẽ được game Watch Dogs 1 miễn phí hoàn toàn và vĩnh viễn, được chưa nào? Bây giờ thì đầu tiên các bạn hãy vào trang web này. Mình sẽ để link trang web này bên dưới phần mô tả của video. Ở đây các bạn hãy ấn vào phần Register for PC, được chưa nào? Trang web này nhá, mở lên nó chỉ có thế này này. Thế nào? Ấn vào Register for PC ở đây. Đợi một lát. Ở đây các bạn hãy điền cái email của các bạn. À, cái này ấy, cái này nó là cái tài khoản Ubisoft. Cái tài khoản của Ubisoft chứ không phải là cái email của các bạn nhé, mình quên mất. Bây giờ để đăng nhập vào nó thì các bạn phải create Ubisoft account đã. Chúng ta hãy ấn vào đó, được chưa nào? Ở đây các bạn hãy điền cái email của các bạn. Mình sẽ điền cái email. Password. Như mình đã nói trước đây thì password đó là có gồm có chữ cái viết hoa này, chữ thường và số là ok nhá, chắc chắn qua. Ubisoft name thì mình sẽ đặt đó là PC Crack Gaming. Cái này thì mình sẽ ghi bừa một cái gì đó, không nhất thiết phải chính xác quá ở cái phần này, xem nào. Country là Việt Nam. ICAP và say function. Đây, các bạn chọn một phần ICAP cái điều khoản của nó nhá. Sau đó thì create Ubisoft account. Ok, xong rồi. Yes, put this account. Add to library. You can find your new game in your Uplay PC game library. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái việc đó là nhận game rồi đấy. Rất là đơn giản đúng không nào? Đăng ký cái là kích tự động nó nhận game cho các bạn luôn. Bây giờ thì các bạn chỉ cần download Uplay về, sau đó sử dụng Uplay để chơi được cái tựa game Watch Dogs này hoàn toàn miễn phí, hoàn toàn bản quyền. Download Uplay PC, mình dẫn vào phần download Uplay PC nhé, bởi vì mình chưa có cái Uplay PC. Thế nào, mình dẫn vào nó. Đây, nó download về đây này. Cái Uplay ấy thì nó cũng giống tương tự với cả Steam, rồi là với cả cái Epic Game, rồi là với cả, nói chung là nó cũng là một cái cổng chơi game thôi. Nó cũng kiểu như là Garena ấy, nó đại khái là như vậy thôi. Chẳng qua là ở Việt Nam chúng ta nó không phổ biến lắm, nó chỉ phổ biến ở nước ngoài thôi. Các bạn hiểu đơn giản như vậy. Thì sau khi các bạn nó tự động nhận game rồi đúng không? Thì bây giờ các bạn ấn vào phần download Uplay PC download đây này. Rồi chúng ta sẽ cài đặt cái Uplay ra đợt xong, chiến được game vô tư. Xong rồi, mình sẽ mở lên. Cái này nếu các bạn mua, những ai mà đã từng mua cái game Assassin's Creed bản quyền thì có lẽ các bạn cũng đã biết về cái Uplay rồi. Ở đây mình sẽ ICAP. Mình chọn vị trí, mình sẽ lưu cái Uplay lại. Mình sẽ lưu ở ổ D. Game đi. Rồi, nó tự động tạo một cái folder Ubisoft Game Launcher chúng ta này. Rất là nhanh thôi. Nó chỉ là một phần mềm thôi chứ không phải là game. Rồi, complete luôn rồi này. Run Uplay luôn nhé các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ điền cái tài khoản mà chúng ta vừa mới tạo xong vào á. Mình không biết nó cần kích hoạt không nhỉ? Có lẽ là không cần kích hoạt rồi. Đúng rồi, không cần kích hoạt đâu các bạn. What the fuck? Continue phát nào. Check your browser, we open. Không, có chưa kịp đọc. Đây rồi các bạn, đây chính là cái giao diện Uplay của chúng ta. Và có lẽ các bạn có thể thấy cái ấn vào game, đây rồi. Watch Dogs 2. Các bạn thấy chưa? Ấn vào game ở đây nhá. Đây là cái nó tổng hợp những cái game mà các bạn có lại trong cái tựa game này mà các bạn đã download về. Đây là game của các bạn, game có tính phí ấy. Và chúng ta vừa nhận Watch Dogs 1 xong. Còn đây là những game miễn phí hoàn toàn, các bạn có thể lấy chơi thoải mái. Anno, Tom Clancy Division này. Cái phiên bản đó là chuyên version. Còn đâu toàn những game lão hoắc thôi và không nổi tiếng cho lắm. Thôi nói chung bây giờ mình sẽ vào lại cái Watch Dogs thử phát xem nhá. Ở đây chắc phải download về nữa chứ không phải chơi được ngay. Mình đi được như vậy. Preload, preload.
Ra chơi game ở đây nhỉ? Chết gà, What up? What up 2? Ở đâu mình đâu được nhận được What up 2 đâu, nhận được What up 1 thôi. À What up 2 thì mình có bản crack nhá, các bạn thích thì có thể vào cái channel PC Crack Gaming của mình để có thể download về, được chưa nào? What up 2. Mình cũng có hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi cái game Watch Dogs này khi mà các bạn bị crash rồi là bị màn hình rồi bị văng ra ngay lập tức khi mà vào game ấy. Nói chung chơi khá là ổn. What the fuck? I can play this shit game. Preload. À đây. Ấn vào preload nhá, sau đó là chọn ngôn ngữ à. Có lẽ chúng ta phải download nó về nữa. Nó cũng tương tự giống những cổng game khác, muốn chơi thì chúng ta phải download nó về. Bọn lại chèn thêm ngôn ngữ rồi. Mình sẽ để tiếng Anh thôi. Continue. Rồi, quả nhiên chúng ta phải download về với cái dung lượng đó là 14GB. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta chọn vị trí mà chúng ta các bạn muốn lưu cái game Watch Dogs này lại. Mình sẽ tiếp tục lưu là ở game online. Create start menu folder ở đâu? Menu shortcut. Đây, mình sẽ chọn cái này. Rồi ấn continue. Accept and continue. Ok, bây giờ nó đang tiến hành download Watch Dogs về rồi. Đó là 13,95GB. Rất là đơn giản đúng không nào? Các bạn chỉ cần làm vài thao tác và chỉ trong vòng có chưa đến 5 phút là các bạn đã có được cái tựa game Watch Dogs về và chơi miễn phí, hoàn toàn bản quyền. Bản này là bản Full Edition, được chưa nào? Và các bạn hãy nhớ đó là cái game này ấy, nó chỉ phát miễn phí trong vòng 1 tuần thôi thì phải. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, đó là từ ngày 7 tháng 11 năm 2017 cho tới ngày 12 hay 13 gì đó, mình quên xưa nữa rồi. Nói chung là 6-7 ngày gì đó, được chưa nào? Nói chung các bạn hãy thật nhanh tay lên và sở hữu cái phần 1 của tựa game Watch Dogs, hoàn toàn bản quyền, hoàn toàn miễn phí. Chúc các bạn may mắn. Bây giờ thì mình đã hoàn thành cái video này rồi. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. À, một chút bật mí nữa đó là Call of Duty 2 cũng đã có bản crack nha các bạn. Call of Duty của qua 2. Rồi mình còn cái game gì nữa mình quảng cáo luôn. À, Doki Doki các kiểu ấy nhá. Game hẹn hò các kiểu, nói chung là rất nhiều, mình đã cập nhật rất nhiều game mới. Thời gian này mình khá là rảnh, mình cập nhật khá là nhiều game mới rồi. Và tiêu biểu nhất chính là Call of Duty của qua 2. Các bạn hãy vào channel của mình để download game về mà chơi nhá. Bản crack chạy hoàn toàn mượt mà. Rồi, bây giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình.